Hello, kính chào quý vị anh chị đầu tư. Rất vui được gặp lại quý vị anh chị đầu tư trong tối ngày hôm nay. Thì hôm nay em xuất hiện ở đây để gửi đến cho quý anh chị nhà đầu tư một cái series mới là video ngắn về những cái mã cổ phiếu mà các nhà đầu tư quan tâm trong mỗi phiên anh chị đã. Thì hàng ngày thì em sẽ lên lịch cái lịch phát sóng những cái video này vào 16 giờ hàng ngày. Thì hôm nay là buổi đầu tiên thì do quá trình chuẩn bị thì bây giờ em mới mới lên được anh chị nhá. Thì rất mong được quý anh chị quan tâm và chia sẻ về những cái video của em anh chị nhé. Hy vọng là những cái video của em và những cái phân tích dưới đây của em sẽ phần nào đó giúp và chia sẻ những góc nhìn cho quý anh chị và anh chị có thể hiểu sâu hơn về những mã cổ phiếu để đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình đầu tư anh chị nhé. Thì không để quý anh chị chờ lâu, thì ngày hôm nay là buổi đầu tiên, thì em xin chia sẻ về ba mã cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm trong ngày hôm nay, đó là HPG, SSI và DCM anh chị nhé. Đầu tiên là mã HPG, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Hòa Phát thì sau chuỗi những cái phiên khi mà có những cái phát biểu của chủ tịch tập đoàn Bắc Long thì đã hồi phục được một số phiên, thì nhưng mà hôm nay thì đã quay đầu giảm điểm và hôm nay đóng cửa ở mức 34.7 anh chị nhé, 34.7, và hiện tại giá 34.7 nó tiếp cận tương đối gần cái vùng hỗ trợ trên khung độ thị tuần. Khung độ thị tuần có cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh là quanh giá 33.7 đến 34. Thì ở cái vùng 34.7 này thì anh chị có thể canh để mở mua với những cái vị thế nắm ngắn trung hạn sẽ loanh quanh giá 33.5 đến 34. Sau khi có những cái tin đồn là về việc sau khi có những cái phát biểu của Bắc Long thì HPG có những thanh khoản rất là đột biến, khi mà hai cái phiên ngày 25, 24 và 25 tháng 5 đâu đó là thanh khoản khoảng 40 triệu, thì hôm nay ở cái mức cũng tương đối là cao là 18 triệu, gần 19 triệu gì đó. Hiện tại thì HPG nó đã về một cái vùng cân bằng rất là mạnh trong khung trung hạn quanh giá 34 và khung dài hạn khung tháng là quanh giá 33 và 30 chị nhé. Thì ở những vùng này anh chị có thể canh để giải ngân với cái vị thế nắm chung dài hạn với HPG. Thế nhá. Anh chị nào mà có hàng thì vẫn tiếp tục nắm giữ, chờ đợi những cái nhịp hồi phục tiếp theo. Khi mà nó mất giá 33 thì lúc đó đóng đến tuần mất 33 thì lúc đó nó mới có báo hiệu tín hiệu xấu của HPG trên khung trung hạn anh chị nhá. Tiếp theo là SSI. SSI là cổ phiếu nó đại diện cho cái ngành chứng khoán nói chung và nó chạy theo những tín hiệu của thị trường của VN-Index nói chung. Thì SSI trong suốt cái giai đoạn và khi mà có giá lên quanh giá 25 đến 27 thì cái lượng thanh khoản của SSI ở cái vùng đáy này rất là mạnh, rất là cao chị nhá, rất là cao, cái lượng mua vào rất là lớn. Và hiện tại thì sau những cái 4-5 phiên hồi phục tương đối là tốt thì SSI đang có cái dấu hiệu chứng lại khi mà nó tiệm cận tương đối gần cái vùng kháng cự trên khung đồ thị tuần là quanh giá 31.5 đến 32 nhé. Thì anh chị nào mà đang có hàng thì có thể canh những cái nhịp mà lên quanh giá 31.5 đến 32 để chốt với cái vị thế ngắn hạn. Còn anh chị nào nắm chung dài hạn thì có thể tiếp tục nắm giữ. Anh chị nào mà muốn mua thì có thể chờ đợi những cái nhịp mà SSI nó quay trở lại các lại những cái vùng là 27 đến 28 anh chị nhé. Tiếp theo là mã Cảng Cà Mau. Cảng Cà Mau là một cổ phiếu nổi bật của cái ngành phân đạm hóa chất nói chung. Sau một chuỗi những cái phiên hồi phục rất là mạnh từ những cái vùng đáy ra 25 mà nó hồi phục rất là mạnh lên 35, 36, 10 giá liền và chỉ có 3-4 phiên nó trúc lại một chút, thì hôm nay tiếp tục cái đà tăng với cái lượng thanh khoản rất là lớn, 9 triệu cổ, và cái giá của đóng cửa hôm nay là 37.25, nó đã xác nhận nó vượt được cái kháng cự quanh giá 37 của Đạm Cà Mau trên khung đồ thị daily. Trên khung đồ thị tuần thì nó vẫn tiếp tục là một xu hướng tăng, khung tuần và khung tháng vẫn là một xu hướng tăng. Hiện tại thì cái vùng kháng cự gần nhất thì đâu đó nó quanh giá vùng đỉnh cũ là quanh giá 4x. Khả năng thì với cái xung lực như này thì Đạm Cà Mau có thể quay trở lại cái vùng 4x cho anh chị có thể chốt với cái thế ngắn hạn. Anh chị nào mà đang có hàng thì có thể canh 4x nhé, còn anh chị nào mà chưa có hàng thì có thể chờ đợi những cái nhịp mà tích lũy quanh cái vùng 38 để
chờ đợi những cơ hội để vào hàng thì nhá. Về mặt tín hiệu về đường MACD thì nó đã có cái tín hiệu đảo chiều từ phiên 23 tháng 5 rồi chị nhá. Hiện tại nó tiếp tục cái đà hồi phục rất là mạnh. Rất là mạnh. Ok em xin nè. Đi qua một số cái tín hiệu về thanh khoản, một số cái giao dịch hôm nay như thế nào chị ạ. Còn bao hôm nay cái lượng giá khớp lệnh, cái khối lượng khớp lệnh chủ yếu là ở giá giá trần này nhé, giá trần HPG thì cái lượng khớp lệnh chủ yếu là ở cái vùng giá 34.6 đến quanh 35. SSI thì quanh vùng giá 30. SSI thì cuối phiên nó cũng có một cái lượng sự đảo chiều tăng thì đó, ok ATC. Ok ạ. Thì vừa rồi thì em vừa đi nhận xét sơ qua về ba mã cổ phiếu nổi bật trong ngày hôm nay là HPG, SSI và Đảng Cà Mau, nó giải ra ở cái ba cái ngành tương đối là đáng chú ý trong thời gian vừa qua anh chị nhá. Nếu anh chị thấy cái video của em hữu ích thì anh chị có thể like, chia sẻ video của em hoặc là đăng ký kênh anh chị nhá. Anh chị yêu quý em hơn nữa thì có thể là mời em Đại một ly cà phê để ủng hộ tinh thần của em Đại và đội ngũ của ITV nói chung anh chị nhá. Và anh chị để quá trình đầu tư của anh chị hiệu quả hơn nữa thì anh chị có thể trở thành khách hàng của em Đại bằng cách mở tài khoản chứng khoán, chuyển ID về số ID của em nhé, để có được những cái sản phẩm tốt nhất và những cái dịch vụ tốt nhất anh chị nhé. Thêm nữa, anh chị có những cái câu hỏi về các mã cổ phiếu thì anh chị có thể truy cập vào room Zalo theo đường link ở trên phần mô tả anh chị nhé, hoặc là anh chị quét cái mã QR code trên màn hình cũng có thể, một cái khác có thể join vào room. Anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại trên màn hình. Anh chị có những cái mã cổ phiếu mà cần quan tâm nữa có thể là để lại cái bình luận sau cái video đã up lên. Ok ạ. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã yêu quý và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.